được. Ok. Các bạn ơi, mình đang tắm ở suối ở Mộc Châu Sơn La nhá. Suối ở đây vừa mưa xong nhưng mà nước vẫn còn ấm các bạn ạ. Lúc đầu lên thì nước lạnh lắm, mưa xong nước lại ấm. Thế là thế nào rồi các bạn? Các bạn ơi, hôm nay mình có cái váy đẹp không này? Đấy, siêu khủng luôn. Hôm nay mình sẽ đi bắt cua nhá. Nghe nói ở đây nổi tiếng là cua đá siêu to khổng lồ, to hơn cua hoàng đất đấy. Này, Lộc TV ơi, dạ. Mẹ bảo nhá, vâng. Cua đá này này là nó ở những cái sườn hòn đá nhá. Bây giờ hai mẹ con mình đi mò nhá, vâng. Thì xem mẹ mò được trước hay con mò được trước nhá. Con cua đá này nó rất là to, mà cái càng của nó to lắm đấy. Nó cắp của thậm chí còn cùng ngón tay đấy, nghe chưa? Vâng. Nào, đi mò đi. Hả? Không có. Ôi, có cái mò gì? Tưởng con gì? Cái hòn đá giống con ốc thật đấy. Nó tròn như thế này này. Ôi, hình như cua đá. Các bạn, ố. Hòn đá. Trời. Cứ mò đi, sẽ có cua. Ừ. Ôi, cái gì đây? Cái gì? Đá. Ôi giời, cái hòn đá tròn tròn tưởng là con ốc cơ nhưng không phải. Để con cua thì nó sẽ khác, nó có còng như đây là hòn đá các em ạ. Ôi cái gì các bạn ơi, con gì? Tưởng mấy con ốc kin kin về là món ốc nướng. Ôi, hình như con ốc thật này. Các bạn cùng đón xem nhá. 1, 2, 3. Không phải. Nhìn thấy cái gì vậy? Đây. Đấy, nhìn rõ xuống. Wow. Ôi, to chưa? Ui, con cua thuật thế. Sao? To hơn cua hoàng đất. Ý, sợ lắm. Nó có cắn không? Có cắp ấy. Mẹ chả bỏ nó cắp xích cụt ngón tay ấy. Sao con cua? Cắn siêu to khổng lồ. Wow, to nhờ. Và bây giờ trời thì mưa rồi. Thôi bây giờ chạy về đi. Chạy về luộc lên ăn xem nó như thế nào nhá. Ok. Đi. Nào. Đi. Nhanh nhanh. Đi. Đi.
mình đã bắt ở suối về nha. Giữa trời mưa luôn ý. Bắt cua ở suối không phải chuyện dễ đâu, nó khó cực ý. Phải mò tìm kiếm khắp nơi mới thấy đấy. Wow. Giờ đây mình đang luộc cua ở nhà của Việt Quý TV. Đấy, Việt Quý TV đây. Xin chào tất cả các bạn. Đó. Mình kiểu mãi lên mới bằng mẹ mà. Mẹ mình còn thấp hơn cả anh Việt Quý TV. Wow, đã vàng luôn này. Rồi rồi đây, đó. Vàng luôn này. Toàn cua được ơi. Các bạn ơi, tí nữa mình ăn hết con cua rồi mình sẽ vặt cái chân của nó ra, mình lấy thịt mình ăn với lại cái càng nữa. Trời ơi, thèm quá. Các bạn ơi, trong lúc chờ cua chín thì mình sẽ làm nước chấm nha. Đây, nước chấm. Đây, mẹ của Lộc TV đã chuẩn bị sẵn rồi nha. Ớt. Đó, và chanh. Tỏi. Và tỏi nữa. Đấy, bây giờ nước chấm tỏi ớt chanh. Wow, hình như chín rồi các bạn ạ. Nó bung cả cái mai của con cua lên rồi này. Thèm quá. Bây giờ mình mới phát hiện là cua nó cũng có râu ấy. Ui các bạn ơi, mẹ mình đã nước chấm thôi mà mình biết không muốn. Bây giờ mình xem cua lại chín hết nhá. Ngon mỹ mãn luôn các em ơi. Các bạn ơi, mình đang ngồi trên vỉa hè cho nên tiếng xe đi lại hơi bộ ồn nha. Wow. Đấy, cho Lộc TV cái đấy nha. Mẹ mình độ lượng quá. Wow, thế là ao. Đưa lại xe nào. Cái thịt ngon không này? Ngay. Ô, mẹ mình lại cho mình. Mình ăn luôn đây không chần chừ đâu. Wow. Thấy không? Cho con uống miếng nước cho con uống. Đây. Ngon chưa? Ngọt không? Wow. Rửa đôi nha, mỗi mẹ con miếng nha. Đây. Nào. Mình mời các bạn nhá. Em nhìn thấy thịt nhiều không? Cua to thịt rất là nhiều luôn. Mẹ của Lộc TV ăn nha. Ngon không? Đây. Wow. Ồ, ngon cực luôn. Ngon nhỉ? Ngon lắm luôn các bạn ạ. Ngon không? Ngon quá trời quá đất luôn. Ngọt không? Ngọt. Nhưng mà hình như còn thiếu cái gì ấy nhỉ? Thiếu cái gì? Ăn hết cả con cua rồi còn thiếu cái gì nữa? Đúng một con. Vẫn thôi. Con này nữa. Để cho anh về Quý TV nhá. Ừ, để phần cho anh về Quý TV nhá. Ok. Wow. Vẫn còn cái còng nữa là.